Rồi chào anh em. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn anh em ghép 13 Pro Max nha. Khách xong không thích UE thì xài mod thủ công, cái này là lắp Xfinity này. Mình có sim Xfinity bỏ vô. Ghép bằng Pro New 2.0 All in One nha. Đó. Rồi. Mình bỏ vô. Rồi, kiểm tra này thì chiều này nha, bỏ vô chiều này rồi bỏ vô này. Anh em thích ghép tiền bên đây thì đỡ xài mod tiền bên đây nha, tiền hydro này. Cái bằng sim mobile nha anh em, mình chờ xíu, nếu nó không tự hiện lên thì mình sẽ bấm này, nó không hiện lên mình sẽ bấm rất là tiện, giữ nút nguồn chọn gọi khẩn cấp, bấm sao gọi, chọn TMD rồi. Cái này là TMD của nó là trên trang web mình nha, 20404438, bấm gửi này, tiếp không có bấm gửi luôn. Hôm nay Mobi nên mình chọn Pro AI. Đó, nếu đúng thì nó sẽ tự vô như vậy. Anh em bật chuyển vùng dữ liệu lên đi. Chuyện nó lại 2G, tắt cái voi LTE đây cho chuẩn, chưa lên sóng đâu, mình set cái này lại cho đúng là được rồi. Rồi để cho nó kích hoạt một lần nữa là chắc chắn vô nha, cho anh em coi nha. Nó, nếu có 4G là nó tự động nó vô liền. Mình sửa này lại cho nó chuẩn xí nữa. Cái này là mình bán 150.000 nha anh em. Phải cần bao bì mình mới bỏ hành nha. Sim này là đa năng nhất, nó có tất cả các mod luôn. Anh em mà muốn xài vọc nhiều á, muốn chuyển này WWE chuyển sang TMSD hoặc là ngược lại đều là bấm vô cái này vô Sitin nha. Bây giờ mình muốn mình ghép gì rồi cho anh em thay sim thoải mái thì mình chọn vô Sitin này, auto bật off này, rồi Sitin lại này mình. Đó, mình chuyển qua cái mod manual cho anh em coi nha. Nó cũng sẽ tự vô. Đó, anh em nào rành á thì chuyển qua manual cho nó dễ, nên khi mất sóng nó ở trong màn hình chính. Mình chỉ cần bấm dấu thanh gọi là nó vô nha. Đó, mình chờ một tí, nếu nó không vô rất là đơn giản thôi. Bấm thanh gọi là nó vô thôi, 100%. Đây giờ mình tắt cái bot off luôn cho nó khỏi hiện ra nữa, cho anh em giờ khách nó có thay sim nào mình khỏi ái nữa này. Giờ kiểm tra lại này. Đó, bot off này. Thì lót cái nữa là lên thôi, rất là dễ. Này ok này, anh em cho app to nha, đau cái app con tóc rồi này để vào sửa trên bạn này, mình giờ sẵn làm luôn, cho phép này, cho phép ở con tóc rồi, bấm utility dưới cùng này, cao tri chuyển về Việt Nam nào, add cái ok, cái này edit repeat number bấm sửa luôn, sửa trên bạn có sẵn luôn máy luôn. Như vậy anh bấm reload cái là được nha anh em. Nếu mình muốn chuyển lại thủ công thì đơn giản, vô ứng dụng sim, bấm Sitin, auto bấm off một cái. Hai cái mod nó khác nhau là ở màn khi mất sóng, ở màn hành chính. Nè, giờ mình đi lót là bấm thân gọi. Anh em ghép sim cho khách này là nhớ nha, nhớ phải đừng lấy cái sim của khách ra kiểm tra thử nó đã bị khó chưa. Rất rất là nhiều nhà mạng, đặc biệt là Movi, nó đang khó là sim
người dùng nhà sim của khách nè, là anh em ghép sim cẩn thận cái đó, lấy bỏ máy mình coi có 4G chưa, có bị khó chưa nha, là mới bắt đầu ghép mới được. Đó, như vậy là chắc chắn lên sóng rồi. Đó, thấy chưa? Vậy xong rồi, chúc anh em, chào anh em vui vẻ.